Hello, ông Thương chào các bạn. Năm Thu sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một cái số cái phôi mai đẹp mình đang ươm những bạn. Đang ươm từ vừa bạn thấy không? Đây là số cây mai này, mấy cái gốc mai này được bứng từ các tỉnh miền Đông với miền Tây họ chuyển lên cũng có. Nhưng mà đa số những cái lẩu mai này từ miền Đông về số lượng nhiều. Mình thấy ở đây những cái gốc mai này rất là to, đang thời kỳ nó đâm chồi nè mấy bạn. Nó đâm chồi đâm nhánh rất là nhiều. Mai này thì phải nói là mình trồng nó cũng dễ lắm. Ươm cây cũng dễ lắm, các bạn có một số kinh nghiệm thì các bạn sẽ phải ươm thành công thôi. Mùa nào nó cũng sống, nó cũng dễ lên mà các bạn. Mình phải làm chủ được cái nguồn nước á. Ví dụ như các bạn mà gặp mưa nhiều quá, các bạn nên che chắn bớt để tránh được cái vấn đề nó bị úng á. Thành ra mình phải cái đất trồng á, cái đất trồng mai nó ươm mai nó rất là quan trọng. Các bạn là làm đất mà kiểu bị cây mai nó bị ứ nước trong trọng là nó thối bộ rễ nó. Đây những cây mai họ trồng đất đây. Đất này họ trộn sơ dừa với vỏ chấu sống, với chấu chín trộn vô họ ươm thôi. Cái này là không bỏ phân nha bạn. Tại vì mình bỏ phân nó dễ bị thối gốc, tại vì phân nó làm cho cái đất nó bị nhiễm bệnh, nhiều loại bệnh nó phá cái rễ cây mà rễ cây lúc nó còn non á. Đây họ trồng rất là thành công nè. Cậu em trồng bạn thấy không? Nứt mầm đây, nứt mầm. Đây nứt mầm. Sau này không biết là hướng ghép của hắn là hắn sao, tại vì đa số những cây này mà mình biết nó cây nó bông đẹp á, thì người ta vẫn để nguyên, người ta không có ghép đâu. Họ ghép là thường họ ghép những cây mà bông nó xấu với bạn. Gốc này to nha, gốc này rất là to, đang cũng nứt đâm chồi hết mà. Đây là sau một tháng ươm, một sáng ươm nữa, các bạn thấy không? Nó đâm chồi nè, nứt chồi đây nè, nứt những cái chồi không ha. Nước trời lên, bạn thấy không? Nước trời lên là những cái trời nó bung lên hết nè, cái trời bung lên các bạn, bung trời non lên rất là dễ thương ha, cưng quá trời cưng luôn, nhú lên nè. Lâu mai này tràn trề nhựa sống này, đây gốc mai, cái mai tư quý. Khi mà phơi mai á, mình nếu mà mình ươm vào cái thời điểm này á, thì là sang năm nữa mới chơi được nha bạn. Tại giờ là giữa năm rồi, người ta ươm này ta trồng để ta cho năm cho Tết năm 19 rồi. Năm 20, tầm 20 mới chơi được. Hôm nay là 18 rồi, 18, 19, 20 khoảng ít nhất cũng khoảng là 2 năm sau thì những cây này nó mới đẹp được. Như giờ thì họ đang mới ươm thôi. Ươm thôi. Đây những cây mai, gốc mai rất đẹp ha. Cái mai to vật vã nha, cái mai này chắc cũng lâu năm lắm đây. Cây này to, những cây cái thế cây này nó cũng chứng tỏ là họ trồng ở trong vườn á, ở trong vườn mà rậm bóng mát á, mát cái cây mai thường nó vươn rất là cao. Những cây mà mình trồng ở ngoài có đủ nắng á, cây mai nó chậm phát triển lắm bạn, nó thằng nó lùn lùn. Còn những cái mai nào trồng ở trong những nơi bóng rập á, bóng rập cây mai nó vươn dài, nó ốm mà nó cao thế này đây. Chắc có lẽ là những cây mai này từ trong rừng nó bứng về, trong mấy cái vườn cây mà lâu năm lắm á, lâu năm rồi. Những gốc mai già này nếu mà mình chịu khó mình đi săn lùng từ các tỉnh miền Tây mình vô mấy cái rẫy á mấy bạn, mấy cái rẫy của mấy người dân tộc họ vẫn còn những cái mai như thế này đây. Đây thấy đẹp ha, rất là đẹp luôn. Những phơi mai bạn thấy chăm sóc rất là kỳ công ha. Giờ chăm sóc như thế này đây, xong rồi tiến hành chọn lọc. Nếu mà cây mai nào bông nó to đẹp thì họ để lại, còn những cây mai nào mai bông nó xấu thì họ ghép, có thể mình ghép đại lọc vào hay ghép phải dảo vào cũng được, cái nào cũng được hết. Rất đẹp. Thấy không? Cái khu vườn này ngoài mai ra thì chủ vườn họ cũng chơi thêm một số cái loại cây khác. Như là cũng là mai nhưng mà là mai chiếu thủy ha. Mai chiếu thủy họ cũng chơi, sứ nó cũng chơi, nói chung là cho nó đa dạng chứ nếu mình nhìn là một thứ mình cũng nhìn mãi mình cũng dễ nhàm chán. Thành ra nhà vườn nào giờ họ cũng chơi cái nhiều loại.
Thu mời các bạn đi lướt qua cái sân ha. Cái khu vườn là tại sân trước các bạn, còn bên hông thì còn rất là nhiều những cây mai tầm trung, nhiều lắm, nhỏ nhỏ nhiều lắm. Và đây là khu vườn là trường cây mai, những cây mai độc lạ đem về đây. Đây mấy bạn thấy không, cái gốc mai chỗ này, đây cái gốc mai chỗ này mới chăm sóc đâu được hôm chừng 4 tháng thôi, 4 tháng mà giờ nó ra to rồi này, bạn thấy không? Nè, nó ra cao như thế này đây. Đây được 4 tháng rồi. Ừ. Đây, 4 tháng. Đây, xin mời các bạn tham quan lại cái gốc mai nào đây? Gốc mai hôm không phải gốc mai tưởng gốc mai mà lại 100 tuổi á, cái cây này em ta. Không phải, cây này không phải, cây gốc mai 100 tuổi nó nằm gốc bên kia. Đây gốc mai này là thằng theo. Gốc này mới ươm hồi Tết mà giờ nó nhảy to như thế này nè. Thấy cái hoành của nó ghê gớm mà nè. Cái hoành nó bằng 4 găng tay của Nam Thu, 4 găng tay của Nam Thu chứ không vừa. Thấy không? Đây là như nè. Có nhiều chủ á, người ta lại không thích ghép. Mình bứng vô chậu mình trồng chăm cho người ta thôi, còn cái cuối cùng khi họ ta nhìn bông được rồi họ mới biết, người ta mới quyết định là có nên ghép hay không ghép thôi. Mình trồng theo ý của khách hàng. Đây những cây này khách hàng họ gửi nè. Gửi nay nó phát triển tốt rồi. Tối này mà. Đây. Gốc mai nè, đó gốc mai đó. Mới chầm hôm đầu năm rồi. Hôm nay nó dương cao, dương dài mà theo nhánh nó dương rất là dài. Ồ. Cái cây này hôm rồi tưởng chết rồi, hôm nay nó lên lại gốc to, rồi rất là to, to rất là to nè. Một bàn tay mình chẳng xi nhê đâu hết trơn, cái gốc bự như thế này đây. Cây vượt quế, vượt quế này cũng to nha. Vượt quế này chắc ai gửi hôm trước về không thấy. Mà vượt quế. Cây này cây quýt. Không phải. Cây tắc. Cây tắc này phía Bắc họ kêu bằng cái gì ta? Cây quất hả? Cái gì ta? Người Bắc họ kêu cây quất hay cái gì á? Này mình kêu cây tắc. Hai bờ bông trang. Nay công nhận nó chăm sóc tốt thật, cây nào nấy rất là xanh tốt, lá nó dày. Những cái lá dày mà nó xanh như thế này đi thì nó bám vào cái nhánh cây rất là tốt các bạn. Ở đây cái thời điểm mà mình giữ được những cái nhánh mà nó ổn định trên lá cây là nó quyết định sự thành công của mình đó. Quyết định thành công hay không á hả. Đây gốc mai, đây gốc mai này cũng rất là to các bạn nhé. Gốc mai rất là to đây. Đây. Đúng rồi, gốc mai này gốc mai mà hôm đầu năm thì Nam Thu cũng làm clip cho bạn xem á. Con rể của ông bạn nhà ông đi hằng rể nhà nó chặt cây mai này nó bỏ ở đây nè, cây mai này con trồng cho cái trăm năm đó. Nào các bạn thấy nó xanh tốt không? Xanh tốt, con trồng hôm đầu năm là giờ nó cũng có những cái nụ rồi các bạn. Thấy cái nụ nó bé. Cũng có nụ rồi.
bạn thấy không có nụ hết rồi đó. Cái mai này Tết chơi được các bạn. Hôm đầu năm mình Năm Thu cũng quay cho các bạn xem á, cây mai trăm tuổi mà giá không đồng các bạn. Đây là cây mai đây. Hôm nay thì Năm Thu quay là cây mai cho các bạn xem á, à, thấy không? Tại vì khi mà lá nó ra xum xê mình không thấy được cái gốc của nó. Khi mà mình lật hết lá rồi á, tới mùa lật lá rồi bắt đầu khi mà bạn sẽ thấy nó nổi cái gốc lên rất là đẹp. Năm Thu bạn xem dòng ha. Gốc mai trăm tuổi mà giá không đồng, hôm đầu năm thì Năm Thu cũng đã làm clip cho bạn xem á. Hôm nay nó tốt như thế này đây bạn. Tốt như thế này. Đồng thời nó có nụ rồi nhá. Tới năm nay là chơi được rồi á. Có nụ bạn thấy không? Nó có những cái nụ đây bạn. Tới năm nay là chơi được cái mai rồi bạn. Rất là mau lên mà ha. Mới trồng hồi Tết giờ đây. Mốt 6 8 tháng. 8 tháng, nay là 9 tháng là 8 tháng rồi cái mai nó to như thế này, nó cao như thế này đây. Hôm đầu năm thì nó chưa lũi ha. Thôi Năm Thu cũng làm cái clip nhỏ để chia sẻ cùng các bạn ha. Thôi mình Năm Thu cũng chia tay với các bạn đây. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thấy cái clip này phù hợp với mình thì các bạn cho Năm Thu xin cái like. Bạn nào chưa subscribe nhớ subscribe để nhận được những cái video mới nhất từ Năm Thu nha. Bye bye, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Bye bye.